Kỹ sư người Mỹ gốc Việt đạt giải thưởng cao quý của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tiến sĩ Phạm Đại Khánh, một kỹ sư hàng không không gian người Mỹ gốc Việt được vinh danh là người chiến thắng giải thưởng Hiệp hội các nhà khoa học và kỹ sư châu Á năm 2019. Ông là một kỹ sư cao cấp tại phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân tại căn cứ không quân Kirtland ở New Mexico, Hoa Kỳ. Ông sẽ nhận được giải thưởng thành tựu chuyên nghiệp tại một buổi lễ được tổ chức tại Pennsylvania vào tuần tới. Và đây là lần thứ hai tiến sĩ Phạm Đại Khánh được công nhận vì những đóng góp của ông cho nghiên cứu không quân và cộng đồng khoa học kỹ thuật. Năm 2018, thì ông được vinh danh là kỹ sư, nhà khoa học của năm trong hạng mục chính phủ. Tiến sĩ Phạm Đại Khánh là người Việt Nam đầu tiên giành giải thưởng trên. Sinh ra tại Sài Gòn, thì ông cùng với cả gia đình sang Hoa Kỳ theo diện HO vào tháng 12 năm 1990. Tại thời điểm này, ông là sinh viên năm thứ hai, là năm thứ hai của ngành kỹ thuật điện tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Sài Gòn. Vào cuối những năm 1990, ông có bằng cử nhân và thạc sĩ về kỹ thuật điện của Đại học Nebraska. Năm 2004, ông hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đại học Notre Dame. Năm 2004, ông Khánh gia nhập ban giám đốc phương tiện không gian của phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân và từng tham gia vào một số nghiên cứu với Bộ Quốc phòng, các học viện và ngành công nghiệp. Thiếu tướng William Cooley cho hay, tiến sĩ Phạm Đại Khánh có những đóng góp tiên phong trong lĩnh vực chỉ huy vệ tinh, kiểm soát tự chủ và liên lạc quân sự.